Sáng mùng 5 Tết Quý Mão, nhiều người dân tỉnh Tây Ninh ngỡ ngàng chứng kiến cầu vồng lạ xuất hiện trên đỉnh núi Bà Đen. Biển xanh bừng sáng đầu tháng 1 vừa qua, một đoạn video quay cảnh biển cháy ngoài khơi đảo Mocha, Chile lan truyền trên mạng. Nước biển có thực sự cháy được không và tại sao nó lại xảy ra? Điểm xấu, mùng 4 Tết, ba mặt trời xuất hiện cùng lúc trên bầu trời Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh. Người dân cho rằng hiện tượng như vậy là dấu hiệu của sự thay đổi lớn trên bầu trời. Mây ngũ sắc liên tục xuất hiện ở Tứ Xuyên, Vân Nam. Thiên tượng tứ tinh liên châu báo trước binh tang cùng nổi lên. Tất cả là muốn cảnh tỉnh con người về điều gì? Cả thế giới dường như có biến động gì to lớn. Trần Tiến xin kính chào quý khán thính giả của TCT. Quý vị và các bạn thân mến, cổ nhân quan niệm rằng thiên nhân cảm ứng, trời đất và con người luôn có sự tương thông lẫn nhau và hợp thành một thể thống nhất. Do đó con người có thể dựa theo thiên tượng mà có thể biết được sự việc nơi hạ thế. Các năm gần đây, các dị tượng tự nhiên và xã hội nhân loại xuất hiện ngày càng nhiều. Điều này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà chúng có vẻ như điểm báo cho chúng ta về một cuộc đại đào thải mà hầu hết các tiên tri đều nhắc đến. Hãy cùng TCT bàn luận trong video ngày hôm nay. Cầu vồng lửa cực hiếm xuất hiện trên núi Bà Đen. Sáng ngày 26 tháng 1, tức ngày mùng 5 Tết, nhiều người dân từ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh ghi lại hình ảnh núi Bà Đen được bao trùm bởi cầu vồng lạ. Nhiều người dân gọi hiện tượng này là cầu vồng lửa. Anh Nguyễn Châu Tuấn, nhân viên truyền thông của Sun World Bà Đen Mountain cho hay, sự kiện cầu vồng lửa xuất hiện ngay sau lễ khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen đã đem lại nhiều hoan hỷ cũng như thích thú cho du khách đang có mặt du xuân ở đây. Theo giải thích của các chuyên gia, thì cầu vồng lửa là một hiện tượng quang học thuộc loại hào quang. Cầu vồng lửa được hình thành bởi sự khúc xạ từ ánh sáng mặt trời hoặc ánh nắng trong các đĩa tinh thể bay lơ lửng trong khí quyển và điển hình là trong các đám mây li ti. Nếu được hình thành đầy đủ thì cầu vồng lửa thường có một dải màu lớn, phổ màu rực rỡ chạy song song với đường chân trời và nằm xa bên dưới mặt trời hoặc mặt trăng. Khoảng cách giữa cầu vồng lửa so với mặt trời hoặc mặt trăng rất xa, thường gấp đôi so với hào quang 22 độ. Thường thì cầu vồng lửa xuất hiện khi hội tụ đủ các yếu tố như ánh sáng phải truyền qua các đám mây li ti hoặc mây tầng có chứa các tinh thể băng tại một góc cụ thể. Mặt trời phải đạt độ cao ít nhất là 58 độ so với đường chân trời. Đồng thời các tinh thể băng bị ánh sáng phân tách thành các màu phải có dạng lục giác và các mặt của chúng phải chạy song song với mặt đất. Khi ánh sáng đi qua mặt của các tinh thể này sẽ gây ra hiện tượng khúc xạ. Sự bẻ cong ánh sáng này cũng giống như bẻ cong ánh sáng qua lăng kính. Nếu các tinh thể này đứng thẳng hàng thì những đám mây li ti sẽ không thể hoạt động giống như một lăng kính, khiến chúng có hình dáng giống như cầu vồng. Bên cạnh đó, các đám mây có hình dạng mảnh cũng khiến chúng ta tưởng tượng ra hình dáng của một ngọn lửa. Chính vì vậy mà người ta mới đặt tên cho nó là cầu vồng lửa. Hiện tượng nước biển bất ngờ bùng cháy. Biển xanh bùng sáng đầu tháng 1 vừa qua, một đoạn video quay cảnh một ngọn lửa bí ẩn xuất hiện trên biển. Điều khủng khiếp này đã xảy ra ở ngoài khơi đảo Mocha, Chile, được lan truyền trên mạng gây xôn xao cộng đồng mạng. Một số ngư dân chứng kiến hiện tượng bất thường khiến ai nấy đều ngạc nhiên và đã quay lại khoảnh khắc hiếm gặp này. Ngọn lửa không thể dập tắt, mặc dù ngư dân địa phương và khách du lịch đã cố gắng dập lửa. Trong video có thể nghe âm thanh náo động của những cư dân và họ không thể tin được khi chứng kiến hiện tượng khủng khiếp kỳ lạ này. Cho đến nay, nguyên nhân vẫn chưa được biết chính xác. Vậy nước biển có thực sự cháy được không và tại sao nó lại xảy ra? Chúng ta đã biết về bong bóng khí mê tan đóng băng trong băng ở hồ Baikal. Các lỗ thoát khí đáy xảy ra ở nhiều vùng nước và có thể là một trong những nguyên nhân gây ra cháy nước. Không phải nước cháy mà là các chất dễ cháy như ga, dầu hoặc xăng. Các phân tử của chúng tích tụ trên bề mặt nước và tạo thành một lớp màng mỏng trên đó và một tia lửa có thể đủ để khiến chúng bốc cháy. Do đó biển có thể bị cháy do rò rỉ các chất dễ cháy như tràn dầu và cũng là kết quả của việc giải phóng khí tự nhiên. Ví dụ Biển Đen bị đốt cháy trong trận động đất Delta năm 1927.
Các chuyển động kiến tạo dẫn đến sự pha trộn của các lớp khí hydro sulfur nằm dưới đáy biển và bốc cháy trên bề mặt. Quá trình đốt cháy đòi hỏi oxy như một tác nhân oxy hóa, nhưng nước được tạo thành từ oxy và hydro. Vì vậy, nó cần một chất oxy hóa mạnh hơn. Nó có thể là fluor. Khi phản ứng với nó, nước sẽ sáng lên với ngọn lửa màu xanh lam. Ngoài ra, chúng ta có thể đốt cháy nước bằng cách cho một dòng điện lớn chạy qua nó, sử dụng phương pháp điện phân. Trong trường hợp này, nước bị phân hủy thành chất oxy hóa, oxy và nhiên liệu hydro. Nước biển đã có thể đốt cháy. Bác sĩ kiêm kỹ sư vô tuyến điện John Kenrius, ông đã cố gắng khử muối trong nước biển bằng một máy phát tần số vô tuyến và nó đã bốc cháy. Đám mây khổng lồ xuất hiện đột ngột. Cách đây một thời gian, các công dân của Minas Gerais, Brazil đã chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ trông giống như một cơn lốc xoáy hình thành trên bầu trời. Trong đợt tranh cử nhiệm kỳ tổng thống diễn ra vào ngày 19 tháng 1 năm 2023. Trong video có thể nhìn thấy dường như toàn bộ thành phố bị nuốt chửng bởi một đám mây khổng lồ. Một số cư dân lo lắng trước hiện tượng bất thường này có thể là một điềm báo về thời tiết nguy hiểm. Các nhà khí tượng học tiết lộ nó là một đám mây cuộn dài 623 dặm, có thể đáp ứng tốc độ 37 dặm một giờ, được gọi là hiện tượng những đám mây cuộn. Chúng rất hiếm khi xảy ra. Điểm xấu, dị tượng nhiều mặt trời xuất hiện. Vào ngày 25 tháng 1, tức ngày mùng 4 Tết, một cảnh tượng kỳ lạ gồm 3 mặt trời xuất hiện trên Thiết Lĩnh, Liêu Ninh. Nhiều cư dân mạng đã chụp ảnh và quay video cảnh tượng này. Trong đoạn video có thể thấy 3 mặt trời xuất hiện trên cùng một đường nằm ngang, với mặt trời ở giữa và một mặt trời ở bên trái và bên phải. Một nhiếp ảnh gia nói, đây phải là một chiếc dù che nắng 22 độ. Trước đó, vào ngày 7 tháng 11 năm 2022, trên bầu trời Quý Châu, Trung Quốc xuất hiện một hiện tượng thiên văn kỳ lạ, hai mặt trời ở sát cạnh nhau. Mặc dù bị mây che phủ một phần, nhưng cảnh tượng này vẫn có thể quan sát được rõ, đó là một vầng sáng y hệt mặt trời. Vào ngày 15 tháng 10 và ngày 29 tháng 12 năm 2020, nhiều hãng tin truyền thông cũng đã đưa tin về dị tượng trên bầu trời thành phố Bạc Hà, tỉnh Hắc Long rằng và thủ đô Bắc Kinh đã có cảnh tượng 3 mặt trời đồng thời xuất hiện kéo dài suốt hơn 2 giờ đồng hồ. Khi các phương tiện truyền thông đại lục đưa tin về các hiện tượng nêu trên, họ nói rằng chúng được các nhà khoa học gọi là mặt trời ma. Vào thời cổ đại, sử sách cũng có ghi chép về câu chuyện 10 mặt trời cùng xuất hiện, thời vua Thuấn cảnh báo đại loạn sắp xảy ra. Hay Lý Thuần Phong, một nhà thiên văn học và nhà tiên tri nổi tiếng thời nhà Đường, đã nói trong cuốn sách Ất Tỵ Chiêm của mình rằng sự xuất hiện của nhiều mặt trời cùng lúc là dấu hiệu cho thấy thế giới sẽ bị chia cắt. Ngoài ra cũng có ghi chép khi xuất hiện 3 mặt trời cùng lúc là báo trước trong năm sẽ có họa chiến tranh, sẽ có rất nhiều người tử vong, cả nước đại tang. Hiện nay, dịch bệnh đang hoành hành ở Trung Quốc đại lục và vô số người đã chết. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã che giấu sự thật về dịch bệnh khiến người dân hoang mang. Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể đưa ra lời giải thích thuyết phục. Nhiều người thắc mắc rằng, không hiểu vì sao những năm gần đây, những hiện tượng thiên văn kỳ lạ này xảy ra ngày càng nhiều. Nguyên nhân là do đâu? Mây ngũ sắc liên tục xuất hiện ở Tứ Xuyên, Vân Nam. Hiện nay, một trận dịch lớn đang bùng phát ở Trung Quốc khi dịch bệnh virus Đảng Cộng sản Trung Quốc, virus mới hoành hành, thường xuyên xảy ra dị tượng và thiên tai ở nhiều nơi. Vào ngày thứ hai của dị tượng 3 mặt trời xuất hiện ở Thiết Lĩnh, Liêu Ninh, một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter đã xảy ra ở Tứ Xuyên vào ngày 26 tháng 1. Và trận động đất được cảm nhận rất mạnh. Cùng ngày, một trận động đất mạnh 3,2 độ Richter cũng xảy ra ở Tân Cương. Trước trận động đất, những đám mây nhiều màu sắc hiếm thấy đã xuất hiện ở nhiều nơi tại Tứ Xuyên và Vân Nam trong nhiều ngày liên tiếp. Một tài khoản có tên Mẹ Sói của Viện Nghiên cứu Địa nhiệt đăng tải trên Weibo rằng không chỉ những đám mây nhiều màu sắc liên tục xuất hiện ở khu vực Tứ Xuyên, Vân Nam,
mà cảnh tượng mặt trời xanh cũng xuất hiện ở Khang Định, cách tâm trấn không xa. Một số cư dân mạng phản hồi trước trận động đất ở Vấn Xuyên, một số người cũng đã nhìn thấy loại mây nhiều màu sắc này ở Cam Túc. Đây là dấu hiệu báo trước một trận động đất lớn. Sau trận động đất, vào ngày 26, những đám mây nhiều màu sắc vẫn xuất hiện ở nhiều nơi tại Đại Lý, Vân Nam. Trong video còn có ánh sáng mặt đất chói lóa. Người dân địa phương cho biết họ chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây. Thiên tượng tứ tinh liên châu báo trước binh tang cùng nổi lên. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, sao Kim, sao Mộc, sao Thổ và sao Hỏa đã xảy ra hiện tượng thiên văn tứ tinh liên châu, nghĩa là cùng xuất hiện một lúc. Trong Ất Tỵ Chiêm, được viết bởi nhà tiên tri Lý Thuần Phong thời nhà Đường, có nói: "Nếu bốn ngôi sao hòa hợp, đó sẽ là một sự hỗn loạn lớn." Một người có bút danh là Đức Huệ đã đăng một bài trên trang báo Chánh Kiến.org giải thích rằng: "Bất kỳ bốn hành tinh trong số năm hành tinh là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cùng nằm trên một đường thẳng tạo thành tứ tinh liên châu thì có nghĩa là đất nước cần phải thanh trừ tà ác. Nếu không sẽ xảy ra đại loạn, quốc gia binh tang nổi lên tứ phía, người quân tử u sầu, kẻ ác hùng mạnh tung hoành khắp thiên hạ." Bài báo cho rằng binh trong binh tang thường chỉ đến chiến tranh, mà chiến tranh có thể là nói đến giao tranh giữa hai bên trên chiến trường, hoặc có thể chỉ chiến tranh theo nghĩa rộng như chiến tranh thương mại, chiến tranh ngoại giao và cuộc chiến giữa thiện và ác. Còn tang trong binh tang là chỉ sự thay đổi náo động, biến hóa do cái chết của một vĩ nhân gây ra. Chúng ta vừa điểm qua một số trong rất nhiều các dị tượng đang diễn ra trên khắp thế giới những năm gần đây. Lật dở lại những cổ thư từ cổ chí kim, thiên tai nhân họa xuất hiện chưa bao giờ là vô duyên vô cớ. Mặt trời mọc và lặn tự theo giờ định sẵn, thủy triều lên hay rút đều có trật tự. Trong cõi vô minh tự có thiên ý. Tiên tri của nhiều dân tộc trên thế giới đều đề cập đến kỳ cuối thời mạt Pháp, nhân loại sẽ gặp phải đại kiếp nạn, đại đào thải rất nhiều người. Trong sách Khải Huyền cũng có nói tới ngày đại thẩm phán mà bất kỳ ai cũng phải đối mặt. Đó chính là lúc con người phải đối mặt với những việc thiện ác mà bản thân đã từng làm qua. Tuy nhiên, để đến được ngày đó, tối thiểu bạn phải bước qua một đại nạn mang tính hủy diệt đối mặt với điều ấy. Thiết nghĩ, chúng ta hãy nên suy ngẫm và xem xét lại bản thân, thay đổi những tư tưởng và hành vi không tốt, trở thành những người thiện lương, đồng thời chân chính tuân theo thiên đạo, thành tâm tín ngưỡng thần Phật thì mới mong có thể lưu lại cho mình một tương lai tốt đẹp. Sau hàng loạt dị tượng thiên tai cũng như những rối ren về xã hội, suy thoái về kinh tế, bất ổn về chính trị, có lẽ về ảo ảnh trên bầu trời dù thế nào đi nữa đều tác động tích cực đến tâm linh của mỗi người. Với những kinh nghiệm từ bao đời truyền lại, thời thịnh thế chữ đồ cổ, thời loạn thế mua vàng kim, thời mặt thế phải tu hành. Hy vọng chúng ta có thể duy trì tín niệm thiện tâm, vượt qua những khó khăn và bất ổn phía trước và cùng nghênh đón một kỷ nguyên mới tươi sáng hơn. Mong bạn sẽ lan tỏa video đến nhiều người hơn nữa để mọi người cùng nhận ra những điểm báo từ thiên tượng mà thực sự được cảnh tỉnh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, Trần Tiến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.